Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với KBSV 88 TV và đây là Kinh tế Easy. ChatGPT là gì? Chính là câu hỏi không ít người đặt ra gần đây và có người còn nói ChatGPT có thể hủy diệt Google Search. Đó chính là một mô hình ngôn ngữ lớn được huấn luyện bởi OpenAI, có khả năng trả lời câu hỏi và thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ. ChatGPT sử dụng thuật toán chọn từ, ghép chữ thành câu dựa trên bài học rút ra từ việc quét hàng tỷ đoạn văn trên Internet. ChatGPT có thể tương tác bằng 95 ngôn ngữ, tuy nhiên chất lượng văn bản tạo ra giữa các ngôn ngữ rất khác nhau, tùy thuộc vào số lượng dữ liệu mà công ty này được huấn luyện. ChatGPT có thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ, bao gồm trả lời câu hỏi. ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi về chủ đề khác nhau, chẳng hạn như địa lý, công nghệ, lịch sử. Tạo văn bản mẫu. ChatGPT có thể tạo ra các văn bản mẫu, chẳng hạn như email, blog, bản tin. Dịch ngôn ngữ. ChatGPT có thể dịch các câu tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác và ngược lại. Tạo nội dung chuyển động. ChatGPT có thể tạo ra các câu chuyển động từ các đối tượng, sự kiện. Summarization. ChatGPT có thể tóm tắt các văn bản. ChatGPT cũng biết thảo mai, làm thơ nếu được người dùng yêu cầu. Tuy nhiên, ChatGPT có thể gây ra sự xuất hiện của các phần mềm lừa đảo, buôn bán phạm pháp trên dark web, gian lận thi cử và thu chột tư duy, ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề. ChatGPT hiện tại vẫn chưa sử dụng được tại Việt Nam. Để có thể trò chuyện với ChatGPT, người dùng tại Việt Nam buộc phải sử dụng các phần mềm Fake IP sang các nước hiện đang hỗ trợ thử nghiệm ChatGPT. Vậy bạn đánh giá như thế nào về phần mềm này? Hãy comment cho chúng mình biết nhé!